À, con chào bà nhá. ôi rồi, bà đã về các bác nhá. Đi cầu 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 nguyện, nguyện cầu nguyện, cầu nguyện. cầu nguyện À. mà thôi ba chứ mà thôi chứ À. Ô, hôm nay bà đứng cùng anh Sự thấy bà lùn đấy nhở, đúng không? dạ Bà đứng cùng anh thấy bà nhỏ ấy nhở. vâng À, anh bảo bà đứng ở chỗ mát này. lớn đấy Anh chưa ơi, dạ bảo bà đứng ở chỗ mát này. lớn nhất chỉ là cho Chỗ chỗ mát. lát xỉa À. ở từ xỉa nào ở từ xỉa đâu thì lớn đấy Hỏi nó đó là hỏi nó hai con của bà đâu? Không về hả? À. Chưa về. Hỏi nó hai con đang ở đâu? Nên chạy nhất đó. Thế nào? Đang ở bên kia cầu nguyện. Ừ. Bà sao bà về? Hỏi bà là bao giờ hai anh ấy về? Là thứ ở từ tin là lò. Tần đồ hay là ở? Tần đồ hay lò? Ừ. Như nào? Tối mới về. Tối về? Vâng. Không biết à? Cầu nguyện tối mới về. Anh bảo là tưởng là bình thường là chỉ cầu nguyện một buổi thôi mà. Nói tiếng mông ông bình thường chỉ có cầu nguyện. Chứ này ít nu ít chùa thế nào mà. Thôi chùa thứ đồ mua xí cơ. Mua xí là? Ừ. Mua xí đấy là? Mua xí là chỉ tôi rồi. Ờ. Đi cầu một buổi xong là đi một buổi bạn dẫn đi chơi. À, vâng. Đi với bạn á? Vâng. Hỏi là cả hai người con đi hết à? Vâng. Phải không? À. Cả hai con của bà đi hết à? À, đi hết rồi. Chưa không về à? Ừ. À. Này. Bà như bà bị móm hết răng rồi, mỗi một cái hả? À, anh nhỏ bà há răng còn cái nào? Con trường ra xét này vừa trước cả nghĩa nè. Không cố á. À, ôi còn mỗi một hai cái thôi. Hai cái răng. Ừ. Có mình chạy xong là gì cháu xong rồi. Gì cháu à? Ừ. Ừ. Hỏi bà có 80 tuổi thật. 80 tuổi à? Ừ. 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 Nó có nói tại xu nó nè. À. Ừ. Hoàng Hiền là cũng khá là lâu rồi cho nên nhà bà. Anh Sự hỏi bà mà hai con của bà là đã có ai lập gia đình chưa? Lấy vợ chưa? Có từng nhiều từ của một tổ quốc dưới bọn địa đó. Thì tôi mua nó ở tổ thì chú có chạy hay gì tôi vô này. Đó đấy? Ừ. Ờ. Như nào? Hai đứa chưa biết gì, chưa lấy vợ. Ừ. Chưa ai lấy vợ đâu gì. Vâng, chưa chưa anh là lấy vợ. Ừ. Hỏi nó có khỏe mạnh không? Ó là như kiểu mưa gió mà. Nha, mưa gió nó mà. Ờ. Vẫn khỏe bình thường. Ừ. Hỏi bà có khỏe không? Con ấy. Bố cô trong nghe thì chưa mưa gió gì nữa. Ừ. Lâu ấy, ôi trời. Bà chưa được sức khỏe chưa được tốt mấy rồi. Bà cũng yếu. Càng càng yếu rồi. Vâng. À. Anh bảo bà là hôm nay thì anh em ở nhân có một chị giấu tên cháu của bà thôi. Vâng. Ở bên Mỹ. Vâng. Giúp cho 500.000. Vâng. Để mua thực phẩm, mua mì tôm, mua thịt, mua trứng. Vâng vâng. Còn tiền thì trao cho bà. Vâng vâng. Ừ. Mới từ con gái à? Ừ. Mới từ miền Tây. Nhớ phụ tỏ mì thì nhớ tỏ mì thì nhớ mua tỏ chứ phụ thế không? Ừ. Vô ta à, ít hộp bị tổm ha, vô ta ít tiếng này ha, tới cho cày cho con ha, sẽ sẵn đi trả, ít rồi, mà mua cho con à. Ừ. Anh Sự cầm hộ trứng mới đấy, anh cứ để với tôi, để với tôi, cầm một trứng mới một túi thịt. Túi nào cũng được nhỉ? Túi nào cũng được, bằng nhau một cân hết, để một túi lại. Ờ, cứ để một túi lại tí nấu ăn cơm luôn. À. Bảo bà là, bảo bà là Mỹ. Cả con gà mà chia ấy, cán đầu tay này ổn nó là sới trả tròn luôn tay ổn nó cho có một khách trong cuốn được con nào lòng mở cửa không cầm cho bà Bà có bật điện này, có điện không? Chú mới chảy không? Mưa mà. Ờ. Mưa nhớ cháu thì cho có. Có. Ừ. Giờ khế nó sẽ là. Đâu đây thôi. Khế luôn đã. À, được rồi, được rồi. Ừ. Sáng kìa. À. Bà cũng sạch sẽ mà. Ừ. Ừ. Cho nó cháu đẹp không? Cháu đẹp nào?
Đây, cái giường này trước là nhà bà cũng được tặng. Anh Sự xem bà có món gì. Vâng. Bỏ ăn. Này bà có vẫn còn cơm ăn. Anh Sự bảo bà là chị giấu tên ở bên Mỹ gửi 500.000. Vâng. Bảo chưa? Bảo rồi. Bảo là mua hết 255.000. Mua hết 255. Mua trứng này, mua thịt này, mua mì tôm hết 255.000. Vâng. Tôi xài con này mua tao chút của chiếc rồi. Và vô à cho cây nữa ha. Vô hôm mì tôm á, vô ý chiên gà ha. Tao ốp của chú chào chú chia. Mà giờ nó chú à ốp của tôi chào chú chia. Còn 200. 4 năm. Còn 245.000 đây. Anh Sự gửi. Anh Sự gửi bà hộ 200 đây, 250. Bảo bà còn 250. So xanh. Bảo bà so xanh chị giấu tên ở bên Mỹ. Và vừa bảo cảm ơn. Cảm ơn Cảm ơn chị. Bảo bà là cái thịt mấy cái trứng với mì kia là tối mình mai nấu sau. Vâng. Còn bảo là bây giờ anh em mình mua thịt mua trứng nấu cơm ăn cơm rồi. Vâng. À. Nói chung là chỉ giáo tên à. Chỉ giáo tên bà cũng không biết nói tiếng phổ thông nữa thì chỉ thông cảm cho bà. Và Sự cũng cảm ơn chị có một tấm lòng để giúp đỡ bà có một cái hoàn cảnh về cái bữa ăn hoặc là cái đồng tiền cho bà. Sự cảm ơn chị giấu tên nhé. Bảo bà bây giờ là mấy bà con mình nấu cơm ăn cơm. Mình dừng ngay chỗ con bếp nó xuống hả? Anh Sự nhóm bếp đi. Hơi mang ra ngoài nấu sáng đi, trong người khói lắm anh Sự. Nóng này. Nhà bà nấu ở trong bếp này để ấy ngô ở trên này các bạn. Không ngô nhưng mà ngô đang hết. Mang ngoài ăn sáng, trong phòng tối khói. Mấy lần trước Hoàng Hiền nấu vào trong này rồi. Ấy á. Cái này bà nấu sáng nay à? Sáng nay. Thế thì tôi không phải nấu. Không phải nấu nữa. Hâm lại này thôi. Anh Sự đảo xong tí nó vần qua được. Ăn luôn. Không kể kiểu ăn nguội này luôn cũng được mà. Không tí cứ cho để vần ngoài cho nó ấm nóng lại. Đào lên, đào nó tôi lên. Lấy cái ở trên này ra. Không cần đâu, không phải lấy đâu. Vấn gì đâu. Vừa sáng thì giờ nó chưa. Hai con nhà bà không có nhà, không được gặp. Anh đấy là đầu óc là không được bình thường, nó minh mẫn quá. Bị khuyết tật như vậy này, hay đi linh tinh. Đi một mình thôi. Vung đâu. Mang ngoài luôn. Bỏ thìa không đi cháy. Bỏ thìa. Bà kiếm được nhiều củi. Bà để anh Sự anh bê cho. Anh Sự hộ tí cái này. Thấy được đấy nhỉ? Ổn này. Thấy liệu nó có trượt không? Không tìm viên gạch nào cho chắc. Que lật ngay. Đấy, lấy cái đấy cho chắc. Đúng rồi. Không, ngược lại. Đấy.
ấn ấn. Nó còn túi bóng à? Ừ. Anh à, nó cho cái rác này. Chân này chúng ta khô hay vậy hả? À. Chân này nhồng thức chú vậy? Nghe khô ẩn cho khô tao luôn à. Ừ. Ngoài này mát nhỉ? Vâng. Có gió. Trong cái hợp lắm. Vâng. Hợp vừa mà tí nước khói cay xem mát. À đây rồi. À, bạn của anh Sự về đây rồi. Đây rồi, anh Mậu đây rồi. Anh Mậu. Diễn viên điện tử. À, hello anh Sự. Người anh em đấy. Đi cho đứng cho mát. Đứng mát. Ui giời, quần của anh tung hết rồi các bác ơi. Quần bục hết rồi. Anh này khả năng Việt được gọi giống anh này là anh Mậu. Thì còn anh Mậu béo giống như anh Sự béo. Anh à? Đây là anh Mậu mà. À, anh kia nữa. Anh kia là anh Khải. Lý Văn Mậu à? Anh là Lý Văn Mậu. Ờ. Anh kia là anh Khai hay Khải gì? Khai không biết. Khai à? Ừ. À. Khai. Anh hỏi bao tuổi anh Sự? Có một trẻ trông là thế nào? Lớp trẻ trông. Là bao nhiêu? 40 tuổi. 40 tuổi. Vâng. À. Hỏi em trai là xin bao tuổi? Thực cứ đi. Thực cứ tới trẻ trông á. Nó trồng trồng ha. Đây trồng trồng. 30. Con là 30 à? 30. Ừ. Anh Hậu là anh Mậu nhỉ? Mậu. Chị Văn Mậu. Lý Văn Mậu. Anh Mậu cảm ơn. Ừ. Em trai cũng 40 tuổi, anh Mậu cũng 40. Bà Mậu. Em trai 30 mà. 30 hơn 30 tí thôi. Anh Mậu quần xẻ hết. Quần rách hết. Bảo cất cái túi ấy. Cái túi cho nó mát. Chia lúc khăn áo cho của lạc kìa mà. Ờ, à, xong ra ăn cơm. Lo à? Nó thịt à? Thế nào? À. Thịt trứng à? Ừ. À. À. Thịt trứng à? Đây nó tụi đây thì lò. Ừ. Tụi đây thì lò. Anh Sự. Đây lò mà. Đây lò đưa thịt à? Đây lò cho nên là mà. Ừ. Anh Sự hỏi má nó cho cái nồi canh luôn. Luộc thịt luôn xong tí mình cho canh hoa đu đủ vào. Vâng. Đấy, trứng nó rán nó là ok. À. Thế anh Khai chưa về à bà? À. Anh Khai không về à? Đi chơi không về nữa. Ờ. À. Bà tiếng phổ thông bà cũng nói được ít. À, biết ít rồi. À. Nước à? À là ôi tiện cả à, cho dòng nước vào đây. Đây là họ đây cho hầu nên cần thuốc à? Không chảy nữa anh vào. Không chảy à? Ừ. Tua rồi à? Tua đây là. Tua nước rồi à? Ừ. À. Khai chỉ lọ chơi đâu như là. Chân là một mình chạy bóng lọ. Chân của anh ấy đi sập sành các bác nhé. Một mình chạy bóng lọ. Sập sành bập bềnh. Hồ cú lâm bè nữa à, tự nhiên hồ cú lô nữa à, thì hồ khai lô à. Cởi cái áo, anh Sự ơi, anh Mậu ơi, cởi cái áo cho mát. Đấy. Cởi cho mát. Nè mát à. À.
Rồi áo dài nha. À, dài ô. Long. Anh Sự nói tiếng Mông mở cỏi cho nó mát anh Sự. Dạ. Rồi anh đóng vào này. Anh Sự ơi, rửa qua thịt. Xung quanh nhà nếu mà hỏi chú này giờ hỏi chủ kế lại nữa mà bà đi lên cái vùng ấy. Ừ. Em đẹp mong chú nào lo. Anh ngủ ở đây à? Ngủ đi. Ngủ chỗ này à? Cái này ô. Ờ. Không có màn riêng kìa. Có đến mồ hôi. Đúng là cho vào đầu ấy. Đó, buộc quá. Đợt trước rồi cho vào đầu. Ừ. Trứng này, trứng này, trên bạn này. Em trứng này toàn, họ toàn nhập ở dưới kia về bán. Đúng rồi. 3.000 quả. Đúng, bán tương đối đấy. Trên anh trứng này bao tiền quả? 3.000, 3.000 dưới, 3.000 đấy. Ừ. Suối cái vớt thịt ra cho hoa đủ. Ừ. Làm mật canh, dặn trứng, ăn cơm. Bà mấy anh mẫu làm gì em biết. Họ gặp mà họ lô lô thứ. Có một khi cửa thật đế gặp tao là có lại. Nó hỏi anh cho. Anh Sự hỏi ra làm gì anh Sự ơi. Bà kéo lại cái cửa thôi mà. Buộc lại cửa. Kéo cửa cho nó đỡ phải đóng cửa đấy. À. Buộc cái cửa cho nó đỡ ấy vào cái gì ấy. Con này hắn đi bỏ mà. Được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Ừ. Hai mẹ con cứ loay hoay này hoay. Nó buộc cái này. Nó giữ cái cửa này, nó không bị đóng vào. Thịt này. Chín này, này. Chín chưa? Đây là chín rồi đấy. Ừ. Mềm đúng không? Chín rồi. Ừ. Cho nó đủ, hoa đủ.
món này chất lượng, kết món hoa đủ được. Chảo vừa rửa rán trứng. Bà ở đâu kìa? Có bà ở nhà ăn cơm. Bà có mấy tờ phò? Chim hoa. Đúng hả? À, tối nay. Nhớ rồi, 5 món à? Có chim hoa. Nó xanh, trắng luôn. Bà đang ăn ớt à? Chưa chín nhờ? Chưa chín đấy. Xanh. Sai đấy nhờ? Ừ. Nó gió. Mày cay lắm các bạn. Đấy. Một lần nhé. Mỡ lợn, mỡ đang căng. Nhìn đẹp đấy nhỉ? Đẹp rực luôn. Trên này sẵn củi, củi nhiều. Nắng nắc tí nữa. Trong này xe ra vào liên tục, chứng tỏ trong này bạn. Trong này sẽ có cái bạn đấy. Xe chạy đi đâu? Trứng. Ngon đấy nhờ. Những sự dán khéo ấy. Ngon mà. Khéo tay. Trên trên, mang bát lên trên. Mang bát lên trên chỗ, chỗ chiếu. Mang chỗ chiếu. Đó. Cho con ra chỗ đấy con. Cho con bò đầu. Cho lên cơm đi. Lên ngồi thôi. Thái thịt đó là chén thôi. Anh chịu cho canh. Canh thái thịt. Ngồi đây là mát nhất. Trắng trắng mát. Quả đu đủ ấy. Quả đu đủ ấy. Cứ cho đây rồi. Chan nước canh. Chín hết rồi các bạn nhé. Đấy, anh Mậu anh đang buộc ống nước. Rắn nò đấy bà ơi. Ăn cơm à. Chạy mạnh phết này. Đi bà ơi. Đi chưa?
Ngồi đi bà ơi. Đến đây anh Mõ ơi. Mọi bà ngồi dịch vào. Ngồi dịch vào tí thì gắp được. Rồi, đến bữa nhá, mời các bác ăn cơm cùng bà và mấy anh em. Anh Sữa. Để bác anh. Anh cho em một tí á, tí thẹo. Nữa. Vừa ăn đấy mà kia, anh cứ một tí. Bữa dưới chín nó mát số. Ok. Nó đồ nó mát mẹ nó qua anh thua. Bà ăn thì à? Ok. Đây. Anh Sữa, bỏ cái bát canh nha. Cho bà thịt lên bà đó. Anh đổ hết cơm em đi. Em làm bát canh chưa? Hộ em vào. Rồi. Rồi, con mời bà ăn cơm nhá. Nó mò bà. Tí lòng nó mò. Nó của mò. Mời anh Sự, mời anh Mợ. Mời tất cả các bác nhá. Thì nó mò này. Thì dễ tụi anh hết mà. Nó mò bà. Nghe nó mò, nó mò lo. Sự nó đi. Anh Mậu. Đây. Đang uống canh. Được quá. Ăn đi anh ăn đi. Đang uống canh. Năm bé hầu nhỉ? Hả? Mà hầu ơi. Năm bé hầu nhỉ? Giống bèo. Năm bé hầu phết. Giống bèo nhỉ? Bây giờ Mậu. Ăn mạnh nha này. Nò mạnh nha. Bà ăn thịt đấy. Đây các bạn miếng trứng. Đây các bạn miếng trứng. Bà nó kìa bà. Bữa cơm view đẹp ấy. Triệu view. Em cơm đi. Ăn đi. Xem đi. Làm tí hoa đu đủ được một canh. Tại con no hả bạn? Anh ấy bảo gì? Anh bảo gì? Bạn là gấp cho anh gì cả anh cũng phải cá ăn nữa. Anh bà đây nhá. Gần 80 tuổi các bác. Anh Mậu, anh Sự hỏi bà là con thứ hai của bà đi như thế thì chưa ăn cơm ở đâu? Còn... hỏi người con trai thứ hai của bà ấy, chưa ăn cơm ở đâu? Một ta là một nửa một năm món chào. Một ta là một trái là năm món. Một ta này, từ quà rau nào? Từ một ta là từ sau á. Từ rau này? Từ rau thì tao lọ. Từ một năm món chào? Từ rau mà có xe về, chế khó là tao lọ. Như nào? Đi chơi cho lấy chú về rồi. Nhưng mà ăn cơm ở đâu? Nó mơ chờ. Nó, no, tại cái nó xài xứ. Tại cái nó xài lạ xứ vào. Mà ít chẳng sắp ra nào. Ít chẳng xài nhé là tên nó mơ. Rồi tối về đói khát về tìm ăn. Còn trưa là không còn ăn. Đi chơi thôi. Tối về đói mới ăn. Rồi nhà cầu nguyện đấy. Thì đến tối là anh Mậu anh quánh bữa kia là hết. Mậu anh khai. Nó bò.
Nhưng mà anh sự hỏi là bao lâu rồi chưa ăn thịt? Con nó của lâu. Tao hơn đấy là tao ngay nữa là sự để phun nó nọ về hết mà. Nó ăn mà là. Bà cũng bảo là thỉnh thoảng ăn nữa. Thỉnh thoảng ăn. Cái chỉ lo nọ gì chỉ dùng cái là nọ hết rồi. Bé không ấy lúc rõ chả mua mông trong bé à? Hả? Đâu mà. Con nó là chả tao ham mua đồ luôn. Mới rồi chứ mà. Mới rồi chứ mà. Chứ chung hả lò. Cho bé ra một thó rồi nè. Một thó chứ là bé lò nè. Như nào? Trong này có bạn à? Trong kia có một cái bạn à? Vâng, có một cái bạn nhưng mà anh em đấy đi cầu nguyện bên kia về. À, anh hỏi cho là có khoảng bao nhiêu hộ không đấy? Bao nhiêu nhà không đấy? Tôi chào hộ gì đây nhất đâu à? Ở cái gì á? Cậu lớp cái gì ạ? Cậu lớp cái gì? Chi tàu gì ạ? Chứ tàu gì chứ? Sơn đậu nè. Sơn đậu phần. Đậu như mà áp cái gì đậu là mà ta sao đậu mà ta mà áp cái gì đâu. Có tàu hai bố lưu không? Nhưng mà tàu hai bố, có tàu mua nhà tàu hai bố. Tít trong kia. Nó trong kia đâu. Mấy nhà đi. Vào sâu à? Vào sâu vào trong. À. Sâu trong. Nó bờ nó mà. Nó mạnh, anh gấp cho bà nó mạnh. Nó tiền là mà bờ. Nó là gió nhá. Mà. Ngay vô ngay là nó mà. Nó bờ. Đi xuống ăn đi. Nó đi. Thấy không? Hai mẹ và con của bà ăn thấy no rồi. Ăn hoa đu đủ để dành phần thịt với trứng để mà bà ăn nhiều một chút. Anh ăn đi, không no đâu. Bà còn trong kia trứng, bao nhiêu trứng với thịt trong kia mà. Con thật tê chờ, chúng mưa gió. Tê tê vừa thấu ra cho lâu không uống gì à. Có nhé sợ tên này, tụi lâu rồi ta lỡ, nó có bịa là mà sao. Có sợ tên, có nhé sợ tên chạy chào không à. Con nhớ sợ tay mà gió bao gì á? Bà tay bà sao nó kiểu yêu bà mà là hồi xưa nó bị từ hồi xưa không cầm bát được à? Không cầm được à. Thấy là như kiểu một dạng tay biến đấy. Tay biến giống như là từ nhỏ hồi xưa các bạn. Từ bé từ nhỏ. Hỏi bà là từ bé hay là mới bị? Từ bé anh vừa hỏi mà. Bà từ bé từ hồi xưa. Thế là bà giống như mẹ chú Lợi. Nhưng mẹ chú Lợi là một tay là quặp hận vào này. Bà còn mở ra vẫn cầm một chút. Nhưng mà kia là không cầm một tí nào. Cho anh mậu. Nó mạnh. Nó mạnh. Nó cày. Nó cày mặc hạt của nó này. Một tí hả? Nó mạnh á. Ngâm bé hổ luôn. Thế này là bà vẫn ăn thìa nhỉ? Đúng không? Vẫn ăn thìa. Anh sự hỏi là trước là chồng bà thì là nhà đâu, người đâu? Thằng đó có tổ vó về đi nhớ thì à? Có tổ vó mà tổ la tổ lại số tổ giáo mà. Tổ giáo nhá phải bản tiền rồi. Bản tiền? Có tổ mua nhá phải tiền mà tiền đâu. Bản tiền? Chỗ nhà ba cháu mồ côi, đỉnh núi. Số tổ giáo, số tổ la, tổ vó la tổ là. Số tổ vó giáo nhất tí? Số tổ vó giáo chứ. Chồng cả chết rồi còn chồng hai ở bên kia. Chồng hai, bà có chồng hai nữa? Vâng. Chồng hai ở đâu, hỏi nữa.
ở bàn tiền này. Chồng hai đang ở bàn tiền á? Bây giờ á? Vâng. Ừ. Thế hỏi chồng cả của bà là sao mất? Ô cháu tụ chí lo mò ở tụ nào? Mò ở tụ mà. Tụ chí lo ở mò tụ nào? Ừ. Tụ chí tụ chí lo nó mò nó tụ nó nè. Ừ. Tụ suốt suốt tụ nhá. Ừ. Nói như nào? Hả? Cái gì? Cái chồng anh ấy bảo là cái chồng lớn bệnh tật chết rồi, còn cái chồng hai còn lại. À. Anh ấy bảo ý của anh ấy là bố cả bệnh tật mất, còn bố thứ hai là còn lại thì sống thì à. Anh ấy còn bảo là bố cái chồng thôi. Thế anh hỏi là tại sao chồng thứ hai không ở với bà? Ủa thật sự tí dầu chờ chứng nhận rồi nên nhỏ. Ừ, sợ nhau anh chọn một anh ấy chỉ nhau, nhau đây. Này dưới này mùa này chỉ nói nhau này lỏ này đó. Ừ. Này trói như nào? Ý là lấy được mẹ con đi bên kia, mẹ con bên kia nó không lấy nó bỏ không là. À có nghĩa là qua lại. Có nghĩa là lấy vợ mới. Kiểu như lấy vợ mới bên kia đúng không? Không, lấy bà xong là không lấy nữa, xong là bỏ bà, xong là bà lại đưa các con về đây. Xong là nó ở bên kia, bạn tiền bên kia. Thế hỏi chú đấy bên kia lấy vợ mới chưa? Nếu có bao, nếu con nhiệt tí lắm. Nè, mình chú vô. Chú vô hát? Ừ. Cái vô như nào? Anh sửa đâu đâu anh đỡ với. Ừ, có hai quả coi. Mài quả này. Có hai quả coi. Cho anh để đầy vào cho anh ăn. Ừ. Là không lấy chồng nữa, không lấy vợ nữa. Ở mình. Ở mình bên kia cũng ở mình không lấy được vợ nữa. Thế anh hỏi là anh Mậu mới anh khai hai con này của bà là con của ai? Chồng trước hay chồng sau? Ở từng có từng nhỏ giao này giờ từ chi lo này là từ chi giao này à? Từ chi sao nữa? Từ lo này chứ? Ừ. Từ chi giao này chứ mua mà? Ừ. Của chồng cả thôi. Con chồng cả? Con chồng cả thôi còn. À. Con chồng út không có. Chồng út là không có con. Không có con. À rồi rồi. Là một thời là bỏ. Thế hỏi chồng cả của bà sao mất? Bệnh tật. Bệnh tật à? Vâng. Ừ. Hỏi lúc ông mất thì bao tuổi? Thì tôi lo tuổi tản do là bao nhiêu tuổi? Tuần đây ư? Tuần đây là lắm. Ừ. Ờ. Như tâm mình gọi sâu hơn. Tâm mình gọi sâu lắm. Ừ. Được 20 tuổi, 20 năm rồi. Mất được 20 năm rồi á? Đúng rồi. Là mất cũng lâu rồi. Mất khá lâu á, được 20 năm nay. À. Mất 20 năm. Ừ. Chưa ăn đi. Nói. Ăn. Ừ. 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 No đây. Nó thì đó. Em ăn đi. Anh ăn đi. Đây. Đây, bà. Ừ. Nó đây. Nó mập à? Mỗi ba mẹ con quanh năm ngày tháng ở đây. Buồn nhỉ? Đúng rồi. Ừ. Này cũng hơi vất vả. Ừ. Quá vất luôn. Vâng. Nhà này. Nhà bà mà ở đây mà có làm nhà này cũng vất. Đúng rồi. Nói chung vật liệu thì xe này vẫn chở được vào, nhưng mà sẽ đắt hơn. Chẳng biết chở được vào không? Cái đường anh em đi đấy là đường ấy mà. Đường ô tô trước họ chở keo đây này. Có đi được không? Vào đến đây chứ. À. Ô tô chở keo ở đây mà. Đúng rồi. Đường to ô tô múc ấy. Nhưng mà nó dốc nó cao này là vật liệu nó sẽ chênh lên. Thiếu thốn đủ đường. Nó bỏ. Ừ. Ừ. Tại nó. Tí lầu. Nó kìa. Tí lầu à? Tí lầu là anh.
Tí lầu là gọi mà anh. Tí lầu á? Tí lầu. Tí lầu là em à? Tí lầu là anh. Thế thì em là gì? Em là tù cư. Tù cư á? Ừ. À. Tù, ví dụ anh Sự mà gọi em là tù tù cư Hiền à? Ừ, tù cư Hiền. Tù cư Hiền. Hiền. Anh Tí lầu Sự. Ừ. Tí lầu Sự là Tí lầu Sự là anh. À. Anh Sự. Anh ơi, anh cũng hiền lắm. À, trước em lên thường xuyên anh ấy quý lắm, nên bắt là chạy ra luôn rồi. Từ ngoài đường ấy. À, nhìn thấy phát là từ trên đang lấy măng ở trên núi là phi xuống ngay. À, mà chân sập sành nhá. À, chạy. Đợt là em với anh này đi lấy măng ở trong rừng cùng anh một anh vừ khuyết tật bên này nữa. À. Anh vừ chân là đi chống lạng. Bên này. Ừ. Gần gần đây. Đi đường lấy măng gặp gành núi nèo hết. Nào con nào. Nào mà. Nào bò. Chì à? Nó mấy là chì nò. Nò ăn nò rồi. À. Chì nò. Nò nào. Nó nò anh chuyển mấy cái này, anh chuyển mấy cái này cho anh này. Thịt để bắt này. À, anh này anh nò. Không sao đâu mà, hai mẹ con muốn gì đâu. Cho anh ấy nò hết để nó tán à. Nò nò. Nò mà. À. Còn nò của cho cô nè. Ừ. Sướng mà, để trước em ở đây ăn cơm cùng anh suốt rồi. Em nò ngon miệng lắm. À. Anh Sự với Hoàng Hiền là sáng đi là ăn phở rồi. Anh hai bánh. À. Anh Cừ à? Mậu. Anh Mậu. Mậu. Coi quen, cứ quen tên anh. Quay hầu Mậu. Ăn rất ngon miệng.